Rồi, đồ gỗ Tùng Tám kính chào các bác nhá. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại gia đình một khách hàng cũ. Hôm trước chúng tôi đã bàn giao bộ ghế nghe bảo đỉnh tay 16 ấy rồi. Đấy, hôm nay chúng tôi lại đến lắp cho khách hàng một chiếc giường hàng VIP nữa. Thì đây. Thì nhân tiện đây, hôm trước là trời nắng tối tôi không quay được video clip, thì hôm nay tôi lại quay lại một lần nữa clip để giới thiệu mọi người bộ nghe bảo đỉnh tay 16 hàng thừa khách hàng đấy. Thì khách hàng là anh Thắng Giang tại thành phố Việt Trì. Đấy, anh sắm rất nhiều đồ đây. Thì trong đó có một bộ bàn ghế nghe phượng hàng VIP. Đấy. 4 chiếc giường hoàng đế, 4 chiếc giường VIP nữa, chất liệu gỗ hương đá đấy. Đấy, bộ sập thờ sập ngồi. Đấy, còn đây là không gian phòng khách của gia đình đây. Đấy. Đấy, bộ này bao gồm có 1 2 3 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 10 11 12 món các bác nhá. 12 món. Chất liệu gỗ hương đá. Hàng thừa, hàng VIP đây. Đây là hình ảnh chiếc ghế nhỏ, tôi sẽ đi vào chi tiết cho các bác xem. Rồi. Chiếc ghế nhỏ là chân 16 này. Đấy. Yếm là yếm dày 5 phân, yếm dày 5 phân, đục sen dẹo, toàn bộ đục sen dẹo và hoa lá tây. Đấy. Tay nghe liền. Tay nghe liền. Đấy. Trương ghế liền. Trương ghế liền khối. Rồi. Cột ghế là dày là 16, kích thước là 16, đường kính 16 cm. Đấy, vách đục tam lân, tam sư vần cầu. Các bác xem này, chiêm ngưỡng cái đường nét đục chạm đây. Đây, hiện tại anh em thợ tôi đang tiếp tục lắp cho khách hàng là 2 chiếc giường hoàng gia Louis. Đấy, giường vòm hồng trĩ gỗ hương đá, anh em đang vận chuyển lên tầng nhé. Đấy, tiếp theo tôi sẽ đi đường nét chi tiết cho các bác xem. Chi tiết cho các bác xem. Đây, cái dáng ghế, con ghế con này cực kỳ là đồ sộ luôn. Em để lại cái gối này cho nó đẹp. Để lại cái gối này. Đây, các bác xem. Hai chiếc ghế nhỏ đây. Hai chiếc ghế nhỏ đây. Rất là hoành tráng luôn, phòng khách gia đình rất là rộng nha. Đấy, bên trên này có trần gỗ. Đấy, trần gỗ. Đấy, thì khách hàng vẫn chưa hoàn thiện xong phần nội thất nhé. Đấy. À, tiếp theo là chiếc bàn. Chiếc bàn này có kích thước rất là khủng. Bàn kích thước là ngang 1m2 và dài 1m97. Bàn rất là to luôn các bạn ạ. Rồi. Mặt bàn thì bên em là đục cho khách hàng là có tứ linh, long ly quy phụng. Ván mặt là dày là 2,5 phân. Đấy. Chân này. Toàn bộ đường nét rất là kỹ. Đây là hình ảnh chiếc đoạn dài. Chiếc đoạn dài này là dài 2m6 đây. Rất là dài. 2m4 các bạn. Đây. Đấy, trương là đục là nghê phượng. Trương của nó là trương nghê phượng. Chỗ này nó hơi ngược sáng một chút. Đây, phần vách của nó là tam lân vần cầu. Tam lân vần cầu và đục chạm rất là sâu. Đấy, hàng dày đục rất là sâu nhá. Toàn bộ phần cột kèo các thứ đây. Rồi. Cột này. Tay ghế là tay ghế liền này. Không có ghép cái gì nhá. Tay ghế liền đấy. Tay ghế liền. Rồi, bên này là hình ảnh chiếc ghế nhỏ đây. Chiếc ghế nhỏ đây. Các bác nhìn này, cái dáng ghế nó có đồ sộ không? Nhìn nó rất là hoành tráng luôn. Cực kỳ hoành tráng luôn. Ngồi thì là rất là đã luôn. Đây, phía bên ngoài có hai chiếc đôn ngồi. Hai chiếc đôn ngồi này. Hai chiếc đôn kẹp ghế này. Và hai chiếc đôn trà kia nữa. Hai chiếc đôn trà của ghế găng dài đấy. Bộ gồm 12 món. Chất liệu gỗ hương đá kích thước tay 16. Đấy, được thi công bởi đội ngũ thợ của đồ gỗ Tùng Tám. Các bác nào có nhu cầu liên hệ thì hãy liên hệ theo thông tin trên màn hình. Và số điện thoại là 0957 510 806. Website là đồ gỗ Tùng Tám.com. Tổng thể đây. Tổng thành đây. Ok nha. Đây là hiện tại bộ này của gia đình anh Thắng Giang tại thành phố Việt Trì. Xin chào mọi người nhé.